Được, được, thứ nhất. Bây giờ để thầy kể có cái câu hỏi mà có bạn vừa mới hỏi là về lý do này về cái ngôi chùa bên Nepal, phải không? Thật ra là bên Nepal là cái chùa bên Nepal là cái chùa lịch sử mà nó không có trong cái đầu óc của thầy. Cái quan trọng, cái mơ ước của thầy là ngôi chùa tại đây. Là cách đây gần 60 năm, khi đó là lên ở chỗ này không có nhà cửa. Thầy đến cái chỗ cội Bồ Đề, mà lúc đó là đất nước mình còn trong chiến tranh. Thầy đến cội Bồ Đề thì xúc động lắm. Một lát anh chị em ra ngoài, thầy nói trời ơi, biết bao nhiêu người Phật tử trên thế giới ước mơ được đến cội Bồ Đề để lễ Phật nha. Bây giờ mình được đến, thầy xúc động lắm. Nhưng mà rồi cái một cái niềm buồn man mác nó đến là thầy thấy nước ở đây nước nào cũng có chùa, mà sao không có chùa Việt Nam, không có chùa Việt Nam. Thầy mới nhớ cái lời ông sư phụ của thầy, ông dạy đó, ông nói khi nào mà mình đến một cái nơi mà linh thiêng đó, mình thành tâm khấn nguyện, thành tâm khấn nguyện, thì lúc đó còn sinh viên mà, lúc đó thầy nhớ thầy học master và first year thầy khấn nguyện rất nhiều điều, vui vui lắm. Mấy anh em thấy mình còn trẻ mà, sau khi coi cho con học đàng hoàng xong, tốt nghiệp xong rồi con phải có chỗ đi làm mướn, chỗ đi dạy học, mà chỗ đó thiệt tốt, mà phải có nhiều tiền nha. Khấn kỹ lắm, đủ thứ chuyện, rồi gặp nhiều người tốt, đúng như vậy. Mà mấy cái ước mơ đó thầy ghi ra, cái điều mà cuối cùng á là thầy lặp đi lặp lại ít nhất là 3 lần. Lặp đi lặp lại ít nhất là 3 lần. Thầy nói trước khi nhắm mắt là con mơ ước được thấy có hình ảnh ngôi chùa Việt Nam nơi đất Phật, chùa lá cũng được đó. Mà bây giờ đó mấy anh em đọc cái cuốn mà khi Hồng Hạc bay về thầy nói lý do. Nhưng mà lúc đó mấy anh em biết là mình là người sinh viên vô danh tiểu tốt, không ai biết mình đó. Nhưng ngay cả bây giờ thầy không có nghĩ làm sao thầy mới biên thơ cho các vị mà lãnh đạo Phật giáo đó, thì phần lớn là tất cả, hầu như là tất cả là bàn ra, là bởi vì tất cả các chùa ở đây á là do chánh phủ bảo trợ cho cắt, còn đất nước mình lúc đó là còn chia đôi, chiến tranh làm sao là cắt được, vậy vậy đó. Nhưng mà với một cái màu nhiệm như cái bàn tay vô hình sắp đặt từ 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 cái rồi mấy anh em á, học trò thầy cho tiền cái mượn mua đất, mua cái chỗ mình đang ngồi đây, mua có 450 thước thôi, 450 thước, mà chùa nào ở đây cũng là 1.000 thước, ít nhất là 1.000 thước, mà chùa mình có 450 thước, tức là cái miếng đất này nè, mà chỗ này hồi trước nó đồng quanh không có một cái nhà, không có cái nhà luôn, cái bên đây chỉ có một cái. Mà thầy chỉ đi lên đi xuống nè, thầy khấn nguyện, thầy nói nước Việt Nam con cũng linh thiêng, Phật giáo vô Việt Nam cũng 2.000 năm, mà sao nước nào ở đây cũng 1.000 thước, cũng thể thì xin các ngài gia hộ linh thiêng, cho mấy người Ấn Độ đi xa xa mà bán đất nha. Mình áp dụng cái gì đó, mà với thời gian trôi qua bây giờ mình có trên 30.000 thước, với anh thấy không? Thành ra bữa nay xong chuyến chùa mình đó, là đi các chùa đó không có chùa nào có cái cảnh giống chùa mình, mà chùa mình là thầy sưu tập những cái cây. Thì cái lúc đó đó là cái mơ ước của thầy là tính mua đất. Ô nhiều quá con. Ô bữa nay có khác nè. Ở thôi thầy câu chuyện xong đừng lát. Rồi thầy hồi trước là thầy cái mơ ước của thầy á là tính mua đất từ đây á, ra tới ngoài cái chùa Tây Tạng ngoài đó, đó. Nghĩa là làm ở trong này một cái khuôn viên mấy chục mẫu, mà ở đây đó là nó kêu thầy bán rồi, thì bất thình lình đó là ông vua Nepal, mấy anh em tác động xong, vua Nepal mời thầy qua bên đó cho đất.
Mà Lâm Thị Ni lúc đó là không có tiêu điều, không có cái gì hết á. Rồi thầy qua mà làm gì vậy? Cái chùa mình bên đây vậy thì mình sao? Rồi nó làm như có một cái bàn tay vô hình sắp đặt á. Thì lúc đó thì có cái chị mà chị Helen với anh Michel, hai người học trò, ông nói, ông nói nếu mà thầy nhớ cái câu rõ mà Shinobu Konshipa, nó không, ông là le Buddha si Sakyamuni là ne une seule fois le dernier fois sinon faut pas je pense c'est pas possible développer. Ông nói cái câu đó là thầy giật mình luôn, mà chính cái đó là thầy mới đọc cái câu chuyện nó dài dòng. Thì đi qua bển nó cái lúc mà làm lễ đó thì trời âm u nha, mà trong lòng thầy không bao giờ thầy nghĩ khắc. Tự nhiên nhớ lại cái anh Michel đó, anh lại anh nói thầy cái thầy đứng thầy khấn nha, cái này là cái mật pháp thầy khấn. Thầy nói nếu mà các ngài linh thiêng thì cho con thấy cái mầu nhiệm. Thì tự nhiên nói xong vậy là mấy phút đằng sau đó, đứng cái chỗ Phật giáng trần đó, nhìn về phương bắc đó, nguyên một cái rặng núi tuyết nó hiện trước. Thầy xúc động quá, tay chân lông thầy, cái thầy đứng cái thầy lại ba lại, thầy nói quyết định ở lại Lâm Thị đi làm. Thì thầy có mấy cái ông bạn đó, khi thầy nói vậy cái ổng mới nói mà are you crazy, mày có khùng không? Khùng là tại cái chùa bên đây mình cất chưa xong mình dính bên kia, ở lại. Và mà mấy anh biết thầy phải nói cảm ơn ông sư phụ thầy, ổng dạy những cái gì mà làm được làm liền. Quyết định lại thì trong túi thầy đó có 60 đồng bạc thôi. Thầy đứng ra thầy cầm cái thầy khánh, thầy nói cái ra thầy 60 đồng bạc đó là thầy mua tấm plastic, cái xong rồi thầy ở dưới cái chòi plastic, ở dường như là ở dưới mình có cái tấm tranh đó phải không? À, nhưng mà bự quá phải không? Bộ bự quá hả? Cái hình đó là lịch sử đó. Là thầy ở trong chòi plastic rồi thầy mua nồi non về thầy nấu rồi thầy ở tới 6 tháng mấy rồi đó. Tất cả những người mà địa phương đó, họ nói những câu nặng lắm. Họ nói đây là cái thằng khùng, this is a foolish crazy man, nó đâu có biết mình tu cái gì nữa chứ nói nha. Đến nỗi mà thằng Tilakram đâu con, mới hồi đó đó cái vùng đó là nó không dám vô đó, bây giờ rất là nguy hiểm, rừng ôm tùm á. Thầy ngồi thầy khấn nguyện rồi thầy ngồi thầy cái này mấy anh em rảnh đến là thầy chỉ cái cách tĩnh tâm và thiền tu thiền mà tu trúng á, thì thầy mới ngồi thầy suy nghĩ. Thầy nói bây giờ đó mà mình không có tiền, mà mình mà có tiền mình cất cái chùa ở đây đó, mấy cái người khác đạo mà họ không thích nó đến là nó đập nó phá là mình cũng chết. Thành ra thầy nghĩ là bây giờ mình có đất rồi, làm sao bây giờ là đi các nước vận động nhiều nước đến các chùa đó. Rồi thầy đầu tiên là thầy nghĩ bây giờ nước nào đầu tiên, cái nước mà thầy nghĩ đầu tiên là nước Trung Quốc nha. Nhưng mà lúc đó thì Trung Quốc cũng giống như giờ là thầy thôi, thầy tạm gọi là ông Tàu Xanh Tàu Đỏ. Thì đầu tiên bây giờ mình qua ông Tàu Xanh Tài Quan á, thì thầy đi qua bên đó thầy gặp ngài Tinh Vân, lại ngài Tinh Vân. Rồi ngài Tinh Vân là ổng uy tín, ổng có đức độ gì biết, ổng có hàng ngàn đệ tử. Mà khi qua gặp ngài thưa chuyện đảnh lễ rồi đó, thì ổng bây giờ ổng đã đến Lâm Thị Ni, ổng nói cái chỗ đó không điện nè, không nước, đường xá không có, làm sao phát triển, thấy không? Nhưng mà thầy không cái trở về thầy nhờ thầy đưa con, rồi nhờ mấy anh em làm sao lấy cái appointment cho thầy là thầy được đi qua bên ông Tàu Đỏ. Bây giờ Tàu Xanh thất bại rồi thì mình quay qua Tàu Đỏ. 6 tháng mấy, mấy anh chị em nhớ nha, mình cái người tầm thường này muốn gặp những cái người lãnh đạo đó rắc rối đó, nó không có đơn giản. Nó hỏi cái background mình rồi mình có làm cái gì không, rồi nó coi rồi nó mới tiếp nha. Nhưng mà thầy nhờ thầy đưa con. Thầy Đưa Hoan là ổng là một cái nhân vật nổi tiếng của nước Pháp và thế giới. Cái thầy bay qua bển. Thầy bay qua bển đó, thầy mà trước khi đi đó nha, mấy anh chị nha, trước khi đi là thầy tụng 60 cuốn Phổ Môn.
Đó. Đó, mấy anh em đây, này có ban nhạc đó. Có con chim này hay. Cái thầy khấn nguyện làm sao mà cái chuyến đi thành công nha. Thì đi qua bển hay lắm. Đi qua bển là thầy xin gặp ông bộ trưởng bộ văn hóa để thầy thuyết phục nha. Sang thì đính ninh là thầy chứ nghĩ là, nhưng mà bộ trưởng nào mà đi tiếp mình, bộ trưởng nào tiếp. Thì cuối cùng là họ đưa một cái anh mà thư ký ra tiếp thầy, mà tiếp trong một cái phòng sang lắm, phòng lớn, phòng cho giống như là quốc khách đó. Ông ngồi à, bây giờ thầy đang kể câu chuyện mấy anh em đang hỏi thầy rồi tự nhiên đó rồi. Cái rồi ông hỏi nè, đầu tiên mà thầy gặp cái này là thầy cũng hơi sốc nha, mà cái anh thư ký đã nói tiếng tiếng Anh rất là chuẩn, mà tiếng Pháp nữa, nghe nói anh nói luôn tiếng Đức nữa. Anh gặp thầy cái anh giống như anh ra lệnh mình nè, sit down, thầy cũng ngồi xuống. Đó, cái tự nhiên anh hỏi thầy một câu mà thầy cũng hơi bực. Đầu tiên gặp hello, I'm happy to meet you, nó hỏi nó what can I do for you? Nó hỏi một câu mà mình nghe thầy nói nothing. À, thầy nói không gì. Cái này là cái này đúng ra mình không nên nói vậy. Tức là cũng như mình nói ra mình quá. Mà hay cái này thầy nghĩ chắc Phật hay là trời gì nhập vô miệng thầy đó. Cái thầy mới nói what can I do for you? Cái câu đó là cái câu mình nó giống như là mình đến mình xin xỏ vậy đó. Mình cũng có cái tự hào dân tộc mình đó, hello thiệt. Cái nó hỏi why you come here, what for? Cái thầy mới nói rằng tôi là một cái người giáo sư đi dạy học các nước. Thì tôi nghe người ta nói xấu mấy ông Tàu nhiều lắm. Đó. Bắt đầu căng thẳng á. Vốn là cô thư ký ghi. They talk very bad about China, là ghi hỏi nói xấu gì. Nói là hồi mà cách mạng văn hóa là mấy ông Tàu là đập phá chùa chiền rồi chiếm Tây Tạng là đủ thứ, kể một dọc. Và anh ngồi căng thẳng lắm. Mà bốn cô thư ký nó ghi nó chép. Mà thầy kể một bữa nào để thầy nghĩ thầy kể gì cái đó là đúng, là phải có cái đó mình coi lại mình mới ghi ra cái hay lắm. Ngồi nó ghi chép rồi cái quý vị biết không, mà mình là khát nước, bây giờ thầy kể mà thầy khát nước á, mà nó không có rót nước, nó nói cái chữ Tàu á, thì mấy cái cô mà thư ký á phục dịch nó lại rót nước thầy uống, rót nước rồi nó không rót, chỉ rót nước thầy. Thầy mình khát muốn chết mà nhất định thầy không uống. Tức là mình cái thái độ của nó khinh mình cũng có giá trị không uống. Cái thầy kể hết câu chuyện nghe nói nè, then what should we do? Thầy mới nói bây giờ đó, nước Tàu là một cái nước rất là quan trọng. Mà bây giờ người ta ngưỡng mộ nước Tàu, trong đó có là vấn đề Phật giáo Trung Quốc. Thì tôi là cái người ngoại quốc, I'm a first foreigner, were invited by the king to build the temple. Thì bây giờ tôi nghĩ nếu mà nước Tàu cất cái chùa ở đó là mở một cái trang sử mới. Trời ơi, thầy nói là cái anh cười, miệng anh te tét, anh cười, anh khoái, anh ghi vậy. Cái tự nhiên anh lại, anh lấy cái bình nước anh rót thầy uống. Thế là thầy uống liền. Mà thầy nghĩ cái này chắc là Phật khiến thầy. Uống xong rồi cái anh nói gì ạ? You have done something? Yes, I have done big building. Thì bây giờ trời ơi sao đó quý vị, vui lắm nhau. Sau khi mà mình nói vậy đó là thái độ họ đổi liền. Cái rồi ông nói no, so what should I do? Thầy nói the best thing now, Chinese government should build the Chinese temple in Holy Land, then open the new chapter for the world and the people will respect Chinese and China. Thầy nói trời anh khoái quá, anh mở anh cười te tét. Rồi cái anh hỏi xong cái rồi uống cái rồi xong cái anh hỏi giờ thầy muốn gặp, thầy nói thủ muốn gặp ông bộ trưởng.
nha. Thì ổng mới hẹn thầy, lúc đó là qua là thầy mướn cái nhà, mướn cái phòng, cái khách sạn nhỏ thầy ở gần ngay Bắc Kinh đó. Thầy cũng nhớ cái chỗ cái đường gì đó là Beijing Palace vậy đó, phải không? Ở là ổng mới hẹn với thầy, ổng nói là thôi thầy cố gắng đợi 3 ngày để ổng lấy cái appointment, bởi vì mấy người lớn là họ bận lắm để gặp. Té ra là thầy về mới tới phòng á có 3-4 tiếng sau điện thoại thầy, ngày mai là bộ trưởng mời thầy ăn cơm sáng, ăn bữa sáng. Trời ơi sướng ghê không. Cái mục đích của mình là gặp để mình nói làm sao Trung Quốc phải có cái vụ đó nha, đến vui vẻ lắm. Nói chuyện là thầy kể rồi cái chỗ đó là linh thiêng rồi đó, ổng cũng khoái, ổng có tới. Cái rồi xong cái thầy về, thầy đi về đó thì mà thầy có ngờ mấy anh chị em nhớ khi nào mà cái chuyện tốt tới đó là làm liền, nó nhiều cái chuyện màu nhiệm. Thầy tới là thầy cho là số telephone là cho chỗ thầy ở cái chùa của mình đó. Thầy không ngờ sao là khoảng rồi chừng khoảng 1 tuần lễ đó thì đại sứ Trung Quốc từ ở bên thủ đô Kathmandu đó đi xuống gặp thầy. Trời ơi, ông mừng quá, gặp thầy bắt tay. Bởi vì ông sếp ông order mà bắt tay rồi cái dẫn đi ông hỏi thầy mà lúc đó là ấn tượng lắm quý vị. Lúc đó là xung quanh là đồng ruộng, chỉ có cái chùa mình là cái tòa nhà mà pháp xá là đứng lên nè. Nghĩa là giữa ấn tượng lắm. Cái ông nói rồi ông lại tưởng thầy có biết là feng shui á, feng shui gì đó, phong thủy đó, thầy đâu có biết. Thầy đâu có biết là ông hỏi thầy bây giờ nếu mà cất cái chùa Trung Quốc á thì nên cất chỗ nào. Nói thầy cũng lẽ làng, thầy nói chỗ này, thầy mới nói là Việt Nam với Trung Quốc là hai nước gần với nhau. Hai nước mình gần với nhau thì tôi nghĩ là ông nên cất chỗ này là cái chỗ mà cái chùa Trung Quốc cất vậy đó. Mà thầy cũng lẽ cất chỗ này, mà cái chỗ đó có chim hạc, chỗ này là có chim hạc đẻ linh thiêng. Chọn miếng đất liền làm cho đó. Bây giờ mấy anh chị mà qua bên họ cất như Thiếu Lâm Tự. Chưa đầy 2 năm mà cất xong Thiếu Lâm Tự, cất đẹp lắm nha. Nhưng mà sau này bị chính phủ kiểm điểm mấy cái ông mà chọn đất đó. Ông nói tại sao mà chọn cái chùa Trung Quốc mà đằng sau lưng chùa Việt Nam. Rồi có mấy người kia hỏi là tại sao mà thầy lại là chứ thuyết Trung Quốc, là bởi vì sao? Cái lúc đó là thầy bị tụi nó tấn công á, thầy phải thuyết phục anh Trung Quốc anh đứng gần mình, nhưng anh bảo vệ mình, có ai đánh thì đánh anh trước. Thầy ta tính cũng kỳ. Và cất đẹp lắm. Mà theo các quý vị biết cái Trung Quốc là chúng ta phải học cái bài của họ hay đó. Khi họ quyết tâm họ làm đó, họ đem cả một lượng từ kỹ sư đến nhân viên đến mà kiến trúc sư đó, rồi đến ngay cả kỹ sư đó từ bên Trung Quốc chở, mà chở từ miếng ngói từ bên Trung Quốc sang. Làm chưa 2 năm thành ra một Thiếu Lâm Tự nha. Mà mấy người mà Phật tử Việt Nam mình qua ai cũng ngạc nhiên. Họ nói thầy Trung Quốc mà cất như vậy đó, mình phải cất lớn đó. Thầy nói không, mình phải liệu côn gấp mắm. Liệu côn mắm, mấy anh chị không, mình đúng không có tranh giai đó. Bây giờ thứ nhất là ảnh đứng gần sao rồi, ok rồi. Thì bây giờ thầy cất cái chùa mà thầy cất nhỏ, nhưng mà thầy cất cao hơn họ. Thành ra bây giờ tất cả mấy mà quan khách mà Trung Quốc sang là đều thích đứng từ cái chùa mình để nhìn. Ở đó là cái chùa mình là nhỏ mà cao nhất. Đó, cũng như ở đây đó, thấy chưa? Đó mấy anh chị thấy đó, đứng lên là thấy hết. Cái cũng như mình thấy người ta, ta không thấy mình, nó không có quấy rầy mình. Và bây giờ và sau đó rồi chứ từ từ rồi hết đó rồi tới chùa Đại Hàn, rồi chùa Myanmar, chùa Nhật Bản, rồi thầy chứ đi vận động các nơi. Rồi có một số Phật tử hỏi thưa thầy tại sao thầy không tập trung thầy cất gì? Mà chùa mình không có tiền thì làm sao mình cất? Mà cái quan trọng là các nước nữa. Thầy đang nói chuyện, có chuyện lát là thầy nhắn tin rồi thầy phone lại, ok. Cái điện thoại này nó cũng giúp cho mình mà như cái nó quấy rầy mình. Nhiều khi mấy anh chị mình đi toilet nó cũng quấy rầy mình.
Nhiều khi thầy tối cái thầy tắt cái mấy anh chị đó, rồi thầy nghĩ nha, cái này thầy nói anh chị thầy nghĩ. Thầy nói mấy cái nước mà hồi xưa nó quanh lộn đó. A Di Đà Phật. Alo. Thầy nói mấy anh chị á, cái thầy mới ngồi suy nghĩ, thầy nói như nước Việt Nam mình nhỏ xíu mà bị người ta suối mình quanh lộn. Alo. Rồi cái gì? Rồi. Tiếng Anh hả? Tiếng Anh hả? Ok, rồi. Thôi được rồi. Rồi bây giờ mai xuống nói chuyện ha. Giờ thầy đang nói chuyện. Đang nói Zoom. Cho thầy ngồi thầy suy nghĩ, thầy nói nước Việt Nam mình có chút xíu à, mấy cái cường quốc á nó đem súng đạn vô nó xúi Việt Nam mình quánh lộn. Thì bây giờ mình xúi họ mấy cái nước đến nó cất chùa. Cái thầy suy nghĩ. Suy nghĩ từ từ, trong đó Thái Lan, Đại Hàn rồi, rồi một trong những cái nước là Mỹ là Nga nhá. Hồi đó là nó xuống mình quánh lộn, bây giờ mình xuống nó cất chùa. Thì thầy vận động mà thầy nói với anh chị em 8 lần thầy bay qua Moscow, qua Nga, bay qua lợi thuyết phục đó, và báo tin mừng quý vị là cái tháng rồi đó là chính phủ Nga và Phật giáo Nga ra qua lấy đất cất gần cái chùa mình đó. Sướng chưa? Bây giờ còn thiếu chùa Mỹ thôi. Thiếu chùa Mỹ nữa là ok. Và thầy hứa thế này mấy anh chị phải hay. Cũng như cái chùa Trung Quốc mà sang đó, thầy hứa với chùa Trung Quốc, thầy nói nếu mà Trung Quốc mà cất cái chùa đó đó, thầy là cái người cúng dường cái giếng nước. Giếng nước thôi, mình đào giếng nước để có nước, mà không có nước đâu sai. Đào giếng nước. Mà đào giếng nước tốn có ngàn mấy đô la thôi. Nhưng mà làm giếng nước xong nó cúng mình lại 5.000. Nội có chút xíu là thấy lời rồi đó. Rồi chùa Thụy Sĩ cũng như là Thụy Sĩ. Chùa Thụy Sĩ mà ông qua ông cất á, thầy cũng tặng giếng nước. Và giếng nước Thụy Sĩ là thầy khá, thầy tặng thôi cái máy nữa. Bây giờ là các anh em qua Canada. Bây giờ đúng là nước Nga nè, rồi Trung Quốc nè, mình ở đây. Thầy nói thầy đề nghị kỳ này chắc là không có thời giờ hết, lần sau. Lần sau mấy anh em qua đó là thầy đề nghị giếng Lâm Tỳ Ni, chúng ta sẽ thấy rằng mình không có gì nhưng mà Việt Nam mình là cái ngôi chùa đầu tiên. Bây giờ là 36 nước trên thế giới, bây giờ chỉ còn thiếu nước Mỹ thôi. Bây giờ các anh em cầu nguyện đi, thầy đang thuyết phục nước Mỹ. Mà nếu mà nước Mỹ làm được mà không biết từ đây nước Mỹ giờ cũng đang trục trặc đó, nếu mà được là ông Joe Biden mà ông sang đó là ông đặt viên đá là thôi tuyệt vời. Bên Nga làm ngon lành, bữa nay con thấy không? Làm bữa dự lễ con có đi không? Con qua bên là con thấy đã xây dựng. Đúng rồi. Quý vị họ làm đêm làm ngày, họ làm mà họ làm máy móc. Thành ra thầy nói các anh chị đó mà bây giờ đến đó là ai mà nói tới Việt Nam là họ dỡ đó họ chào. Đó. Cái chùa mình nhỏ thôi nhưng mà người ta thích lắm. Đến không ai tin. Mà cái vùng chỗ đó hồi xưa là nghèo, nghèo lắm, bây giờ là một trong những cái chỗ, một cái nơi mà kinh tế gọi là giàu nhất Nepal. Bây giờ là không có thời giờ phải không con? Kỳ này không có thời giờ ha. Thì bây giờ thu xếp đi. Nếu mà được đó là mời các anh em sang rồi con tổ chức cho các vị này lên Hy Mã Lạp Sơn. Đứng cái chỗ mà cao nhất. Và đặc biệt là thầy nói với anh chị đó, thầy có mấy người đệ tử. Mấy người đệ tử đó, mà người đệ tử nào cũng giống thầy, mà thầy thấy cái gì được, thầy cái gì thầy xúi nó tu được là thầy nó tu, thầy xúi nó làm giàu được là giàu. Thì có hai cái đứa đệ tử đó, nó nêu qua đây rồi thầy xúi nó giờ nó mua một cái khách sạn cơ bằng cái này không biết là 5-6 sao ở trên Hy Mã Lạp Sơn. Nếu được đó con liên lạc mấy anh chị đó, nó hay vậy đó. Mà Minh Sơn Diệu Thí rồi đó, nó mua cái đó chưa tới 1 triệu, bây giờ người ta trả 7 triệu rồi mà nó không chịu bán. Thầy suối nó bán mà nó không bán. Bởi vì thầy nghĩ nó bán nó cho thầy ít nhất 1 triệu.
Lớn sắp sửa qua thấy thương quá, gặp người khác là bán rồi, biết nó nói xong nó thưa thầy quá linh thiêng con không dám bán. À, thành ra giờ ước mơ của thầy cầu nguyện sao mà người Việt Nam mình á, à con phải qua mua 4 thánh địa là có 4 cái khách sạn. Ở trong chùa có người thích ở chùa thì ở chùa, không không ra, mà các lãnh đạo người ta ở ngoài người ta cũng thoải mái hơn, đúng không? Rồi bây giờ có